Xin chào các bạn, Đăng Phương Auto xin giới thiệu bộ chốt cửa tự động dành cho xe Vios 2019 của Toyota. Bộ này cắm giắc 100%. Bộ này cắm giắc và kết nối cổng ODP2. Giờ mình sẽ hướng dẫn lắp đặt. Ok, chúng ta bắt đầu tiến hành lắp đặt. Việc đầu tiên là chúng ta cho ghế lui lại. Sau đấy chúng ta tháo ốp bật chân cửa ra. Ok. Tiếp theo chúng ta xoáy một con ốc ở vị trí đấy ra. Ok, xoáy ốc chúng ta sẽ nhấc cái cụm ra. Thì các bạn sẽ quan sát ở vị trí dưới này. Đấy, có vị trí giắc cắm. Ok. Rồi chúng ta sẽ rút ra. Rút giắc ra và chúng ta cắm giắc chuyển đổi. Ok. Rồi. Đấy, như vậy là chúng ta đã tiến hành lắp xong. Bây giờ chúng ta gá dây, treo dây lên. Bây giờ mình sẽ thực hiện cái tính năng về chốt cửa tự động. Khi xe vào D này, chúng ta di chuyển tốc độ 15 đến 20 km/h thì ngay lập tức cửa sẽ được chốt lại.